Thưa quý vị và bà con, lừa đảo việc nhẹ lương cao. Câu chuyện này đã được chúng tôi đề cập cảnh báo nhiều lần. Tuy nhiên, vẫn có những người dân bị dụ dỗ vượt biên trái phép. Khi sang đến nơi đất khách, thứ mà họ nhận được chỉ là công việc nặng nhọc và những tháng ngày sống chui lủi cùng cực. Một vài người trong số họ may mắn được trở về quê nhà trong sự hối hận khôn nguôi. Câu chuyện từ tỉnh Gia Lai. Từng có công việc ổn định tại quê nhà, nhưng khi nghe lời dụ dỗ vượt biên sang nước ngoài làm việc sẽ có lương cao, cả hai vợ chồng anh đã quyết định bán hết tài sản để trả tiền cho người dẫn đường vượt biên trái phép. Nhưng khi sang đến Thái Lan, họ đã vỡ mộng khi phải làm những công việc nặng nhọc, thu nhập thấp, lại còn phải chịu cảnh nơm nớp, lo sợ bị bắt. Hưu dỗ đi sang Thái Lan để cuộc sống sung sướng hơn, đi làm bên Thái Lan lương cao hơn. Thực tế là ở Thái Lan người ta chửi cũng nhiều em kiếm việc làm thêm đủ 21.000 tiền Thái xong rồi em xin tiền anh trai em xong rồi em về những kia khó khăn không có nhà trọ ông kia cũng đắt tiền đấy cũng sợ công an bắt khô lắm ngoài hai nạn nhân này thì còn có hàng chục người nhập cư bất hợp pháp tại Thái Lan giấc mơ một cuộc sống giàu sang phải trả giá bằng thực tế là bị chèn ép và bóc lột họ mong muốn được quay về Việt Nam nhưng vì không có tiền nên đành cam chịu. Với những người có được may mắn trở về vì trước đó đã bán hết tài sản nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Chuyển nhượng đất đai, chuyển nhận tài sản lớn để lấy lấy tiền trốn thằng đấy. Công an xã cũng lực lượng tham mưu cho các ban ngành đoàn thể, đảng ủy ban chỉ đạo cũng hỗ trợ bước đầu tiền kinh tế để là, là, là thuê đất lại rồi là làm lại từ đầu đã có không ít người phải bỏ mạng ở nơi quê người để lại nỗi đau cho người thân sự nhẹ dạ đã phải trả cái giá quá đắt